Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của Tô Hiểu, chuyên đi công thiết kế tiểu cảnh núi non bộ bè cá coi, tranh đá tranh đắp phù điêu, đắp tượng và đắp các con vật. Hôm nay Tô Hiểu vừa hoàn thiện xong hai bức tranh phù thê viên mãn và bức tranh cửu ngư quần hội. Xin quay lại cái clip để giới thiệu cho anh em cái sản phẩm Tô Hiểu vừa làm xong. Nếu đây là lần đầu tiên anh em xem video clip thì nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những video mới nhất của Tô Hiểu, cũng như giới thiệu cho anh em bạn bè người thân biết đến những cái sản phẩm Tô Hiểu. Phía trước anh em đang nhìn đây là bức tranh cửu ngư quần hội với diện tích khoảng 10m², đắp 9 con cá chép và kết hợp cùng sen rất chỉ đẹp. Anh em nào đang có cái không gian như này có thể xem tham khảo nhé. Thì bên này đây là bè cá coi đây, chưa hoàn thiện xong, đây là mới phần thô thôi, để quay qua cho anh em nhìn nhé. Rất chỉ đẹp nhé, là sen cực kỳ là có hồn. Phía bên đây là bức phù thê viên mãn, chim công cực kỳ có hồn nhé, và đắp cực kỳ kinh bong nhé. Anh em có thể xem nhìn ở ngoài thực tế còn đẹp hơn so với trong clip rất nhiều. Và tôi Hiểu trực tiếp nhận và thi công không qua trung gian nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm vào cái chất liệu cũng như giá thành. Anh em đang có nhu cầu thì xin hãy liên hệ cho Tô Hiểu theo số máy 0976 626566 để được mình tư vấn và báo giá cụ thể nhất. Ở phía trên này cũng có hai bức tranh ở phía cạnh nhà thờ. Quay một chút cho anh em nhìn nhé. Thì bên này là bức cây đào nhé, rất chỉ đẹp, phù hợp với cả không gian nhà thờ. Bên này là bức tùng hạc, rất chỉ đẹp nhé. Và phía ở ngoài cổng đây là hai bức tranh thuận buồm xuôi gió và bức tranh tùng hạc ở phía ngoài cổng. Đây, quay cho anh em nhìn. Anh em nào đang có cái không gian rộng thì có thể kết hợp làm những bức tranh như này thì rất chi là đẹp. Đây, này là bức tùng hạc đây, đồng nhé, nhìn rất chi là sắc sảo. Bên này là bức thuận buồm xuôi gió. Và chỉ đẹp, không gian cực kỳ là rộng nhé. Và anh em nào đang có nhu cầu làm một trong những cái sản phẩm trên của Tô Hiểu thì xin hãy liên hệ ngay cho Tô Hiểu theo số máy 0976 626566 để được mình tư vấn và báo giá cụ thể nhất, cũng như kết bạn Zalo nhé. Và sau đây xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip lần sau. Xin chào.